Xin chào quý bà con nhà nông. Giai đoạn ra hoa đậu trái non được xem là giai đoạn cực quan trọng của cây xoài, quyết định năng suất cho cả vụ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này thường xuyên xuất hiện nhiều bệnh hại nghiêm trọng, nhất là bệnh hán thư trên xoài. Với điều kiện thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao như hiện nay, bệnh càng phát triển mạnh, gây ảnh hưởng nặng tới năng suất và chất lượng nông sản. Thì chai Amista 250SC này chính là giải pháp hữu hiệu giúp cho vườn xoài của bà con sáng bông và đậu trái tốt. Amista chứa hoạt chất chính là azoxystrobin, với công nghệ đã được chứng minh sẽ đặc trị bệnh hán thư trên xoài một cách hiệu quả, tiêu diệt nấm bệnh trước khi xâm nhiễm vào cây trồng, ngăn chặn nấm bệnh tiết ra độc tố gây hại cho cây, bông và trái, giúp tăng cường năng suất và phẩm chất trái, giúp trái lên phấn sáng đẹp, không cần bao trái, kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch. Thuốc nội hấp thấm sâu dưới bề mặt hoa và lá nên bà con yên tâm không sợ mưa rửa trôi hết thuốc. Để đạt hiệu quả tối đa nhất, bà con có thể sử dụng 0,4 lít liều lượng thuốc với 600 đến 800 lít nước cho mỗi hecta. Sau đó phun ướt đều cây trồng khi bệnh chớm xuất hiện và cách ly khoảng 15 ngày trước khi thu hoạch. Yeah! Với những thông tin hữu ích này, em tin rằng cây xoài của bà con sẽ sạch bệnh, xanh cây và cho ra năng suất cao. Bà con hãy liên hệ ngay với đội ngũ kỹ sư Huy để được tư vấn miễn phí và mua hàng chính hãng nha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo ạ.